Mình sẽ cho anh em xem là chính là cái cây tắc nha. Cây tắc người người Bắc người ta gọi là cây quất đấy nha, quả quất đó. Miền Nam người ta gọi là quả tắc nha. Đây này, ở trái đây, thấy không? Và mình sẽ cho anh em xem ở trên nữa, trái rất chi là sai nha. Đây này. Phía bên này này. Đó, thấy không ạ? Đây, thì bên này này. Cái cây này thì nó cao hơn 2 mét nhé. Nhưng mà kiến nhiều lắm. Kiến này. Anh em thấy có những con kiến này không? Dí phát là chết ngay à? Đây này. Ở trên này nhiều kiến này. Chết gì này. Đó, thấy không? Đây là cái thân của nó nhé. Với tầm tuổi của cái cây này thì khá là lâu rồi. Đây này. Cái gốc nó thì nó bằng một vòng tay của mình luôn. Cái cây này nó khá là lâu rồi. Nếu mà tính về tuổi thọ cây này nó rơi vào tầm khoảng hơn chục năm rồi nha. Và cũng đã phạt cảnh rất là nhiều nhé. Bắt đầu ra trái rất chi là các tháng ra trái đều đều luôn. Thì xuất xứ của cây này thì mình những ngày Tết ấy, những ngày Tết thì mình có thể mua về một cái cây nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình có thể sử dụng rồi ấy, mình có thể cho ra vườn và mình dòng nhé. Mình dòng thì bây giờ nó sẽ lớn cao nhà nhỉ. Đây là trái của nó này, trái theo trái không. Ở phía bên này nữa này. Đây là trái không rồi nha. Đây rất là nhiều trái nhá. Giờ có thể rằng có cả chanh luôn. Đây mình sẽ quay ra đây cho mọi anh em xem luôn. Cái này là cái điều nhá. Rau ngót thì cũng dòng khá là nhiều anh em nhé. Rau ngót mình ăn hàng ngày mà. Đây mình sẽ quay ra cái chăn cho anh em xem luôn này. Chanh này cũng có quả nhé. Mới ra đợt vừa rồi là mình hái chanh quá trời luôn. Chanh một quả nào đấy bự luôn. Cho mít thì có thể mình ăn ăn chán chê mê cuồng luôn. Mít này gọi là mít mít Thái nha. Cái giống mít này nó sai kinh khủng luôn á. Này anh em thấy không ạ? Nó sai mà sai kinh điển luôn á. Thấy không? Cái hố này giống như cái hố mấy con chó mà nó cứ hay đào, nhiều khi có con rắn rết ghê lắm. Trái mít rất ngon. Đây là cái sầu riêng. Hiện tại tầm này là tầm sáng nên nắng nó lên nhé. Đây nên là chanh này, chanh gốc chanh là cũng khá là lâu năm rồi nhé, nó tương đương với cái cây tắc ấy. Cũng phải hơn chục năm rồi đấy, khá là lâu lâu đời. Anh em thấy không ạ? Mít mà nó sẽ tận ra ngoài đây luôn. Anh em biết là nó sai thế nào ở cái cành này, theo cành khá là nhỏ mà nó víu xuống ghê không. Đây này, múi rất là nhiều nhé. Còn kia là cái lá lốt nhá anh em nhé, lá lốt nhiều lắm, đè một dọc luôn.
tới gần một chút cho anh em xem nano nốt. Đó nano nốt đấy, có con bướm nó bay đấy. Đó, bướm màu trắng trắng này. Nano nốt mà dọc rễ rào nó có cả xương rồng luôn nhá. Rồng quả ớt luôn này. Rễ ớt luôn này. Ở phía bên kia thì nó có cũng cao su luôn nhá, cao su lon. Anh em thấy không ạ? Còn cái cây này thì mình cũng cho anh em xem một. Cái cây này là cái cây nó có thể chữa các cái bệnh như bệnh gan nhất đấy nha. Cái an xoa đúng rồi, cái an xoa. Đây là an xoa nhé. Anh em thấy không ạ? Đây mướp này ngon, mướp này mướp hương này, mướp hương tuyệt vời luôn này. Đây. À, mướp hương đây là gọi mướp hương nhé. Này lẩu canh ăn ngon lắm. Hiện tại mình đang bắt cái dàn này để cho nó leo lên trên, mà hiện tại là trên đây là có một quả trái rất là to nhé. To kinh khủng. Đây là mít này, nói chung là ăn mít là tơi bời luôn. Thấy không? Mít không thấy không? Mít mà kiểu như sâu đục thân vậy kìa, trên kia kìa. Xài lắm. Anh em có thấy không ạ? Ở bên kia có một con mấy con heo mọi. Heo rừng á, nuôi mấy con heo đó ăn rất chi là ngon. Chứ không phải heo mà heo kiểu mà như nuôi cám công nghiệp kia là không ngon đâu. Đây thì có cả rồng thêm cả quả dứa nhé. Dứa. Dứa, anh em thấy dứa không? Dứa. Nè. Đây thì cỏ rất là nhiều nhé. Nhiều khi mình làm cỏ thì nó sạch, không làm cỏ thì mình có thể xịt thuốc nhé. Cỏ mần trầu này. Thấy không? Những hạt mít ăn nó rụng xuống, bây giờ nó mọc, tự mọc lên này. Mọc rất là nhiều nhé. Và phạt đi rất là nhiều rồi mà nó vẫn còn lên được. Công nhận là nó cũng dễ, khá là dễ sống nhé. Một cái loại đó nó dễ sống. Đây là sầu riêng nhé. Đây là nốt này. Không biết ở đây có rắn không nhưng mà mình thấy nó có hang nhiều lắm nhé. Hang rắn rất là nguy hiểm nhé. Đó, thấy không?